Audio Jungle. Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi. Thì clip này mình quay cho bà con xem là một vườn chanh dây của anh Tùng và chị Trang ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Thì cái mô hình này bà con, cái vườn này bà con xem rất là nhiều rồi. Nói chung là từ lúc mà bên chắc là mùa lắc đem hướng dẫn đến xử lý, từ lúc bệnh cho tới lúc bây giờ bệnh phấn trắng rồi, mình phòng nói chung là rất là tốt. Thì vườn này á thì gồm có 1.000 gốc và được 7 tháng đang giai đoạn kinh doanh á, trái rất là đều đẹp và được sử dụng thuốc và hướng dẫn ở bên trái cây trong mùa lắc. Thì ra mình quay bà con xem và kiểm tra toàn bộ 7 tháng khi người ta sử dụng thuốc và phòng. Thì bà con luôn thắc mắc á, với cái bệnh virus phấn trắng này á, chúng ta phòng và điều trị bằng phương pháp nào? Thì mình cũng nhắc lại á, là tất cả các clip mình đều nói phòng. Và cái thứ nhất yêu cầu á, về phòng á, bà con dùng thuốc là nano bạc đồng, hợp kim. Thì tùy theo tỷ lệ vườn có những cái phương pháp phun thuốc riêng. Thì theo như vườn này mình cho tỷ lệ đó là 2 đồng 1 bạc và 2 bạc 1 đồng. Phun trên á là 2 nano bạc đồng hợp kim và một đồng oxychloro pha từ 300 đến 300 lít nước phun định kỳ. Nếu mà chữa bệnh thì bà con phun từ 5 đến 7 ngày một lần. Phòng bệnh thì 7 đến 10 ngày chúng ta phun một lần. Mà cái yếu tố quan trọng nhất á, mình nói với bà con á, ở đây á, là yếu tố côn trùng chích thúc. Bà con luôn luôn phòng cho mình cái yếu tố là côn trùng chích thúc, đừng để nó bay tới vườn chúng ta. Chích nhất đó là bọ vừng, bọ xít rồi á, ruồi vàng thì nó lây từ những cái vườn bệnh á, nó qua những cái vườn chúng ta, chích vào những cái đọt non, gây hiện tượng là trái ta sần sùi, ngọn bị thung lại vàng, bóp hiện tượng giòn giòn. Đó là cái tượng, cách đó là cái phun ở trên mình nói với bà con. Và cái thứ hai nữa là cái đổ gốc, thì bà con đổ cho mình là 2 bạc, 1 bạc, 2 đồng. Chúng ta tưới gốc, tưới thì tùy gốc thôi. Chúng ta tưới gốc 3 đến 4 lít, gốc lớn ta tưới 5 đến 7 lít tùy vào gốc. Đó là cái phương án mình cho bà con nông dân anh Tùng và chị Trang phòng cái bệnh này ở bên Esup quên ở bên Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Thì đây mình quay toàn bộ vườn cho bà con xem. Thì clip này mình quay tuy nó cũng hơi nhanh á, để con xem được cái hiện trạng vườn. Đây là toàn bộ vườn luôn. Trong vườn thì bây giờ không còn bệnh nhưng trái rất là nhiều. Hiện tại clip này mình quay bữa là ngày 3 tháng 1 2018 á, kiểm tra vườn, thăm vườn cho anh sau thời gian là 4 tháng xử lý bệnh và phòng bệnh như thế nào. Thì đây mình đi ngang đường tiện vô thăm vườn và kiểm tra lại vườn của anh Tùng và chị Trang. Thì chung là hai chồng rất là vui vì vườn của anh là đang trong thu hoạch trái chín vỗ. Và theo mình nghĩ thì theo với cái vụ thu hoạch này thì anh chị sẽ có lời rất là nhiều, vừa đủ vốn và vừa rất là lời. Vì trái rơi vào giai đoạn này á, thì giá thành nó cũng rất là cao. Vì mùa này mùa đông nên là hoa cây trên dây chúng ta nó sẽ không có hoa, không làm nụ được. Nhưng chúng ta có trái thì giá thành nó cao. Thì clip này mình cũng quay và hướng dẫn cho bà con về cái tình hình bệnh ở trên cây chanh dây. Thì mình nói cũng rất là nhiều rồi. Khi mà xử lý á, bà con luôn cắt bỏ những cái nhánh á, bị xoắn này, những cái trái và cốc bệnh á, ta xử lý đi, cắt sâu vào để phun thuốc để ra cái lứa mới không có bị nữa. Mình khắc phục cách đó để cho nó hiệu quả cao. Chứ bà con ta vẫn để cái nguồn bệnh ở trong cái vườn á, thì chúng ta phun rồi côn trùng nó bay ngang, nó chích từ cái trái bệnh, nó lây qua rất là nhanh. Thì cái bệnh mà virus này á, nó lây tốc độ rất là nhanh, chỉ cần một cơn mưa đêm thôi thì nó sẽ bệnh rất là nhanh. Nên mình quay và cùng anh Tùng đây đang đi ra, ảnh cũng nó thắc mắc là một số cây trái rất là nhiều, rất là sai xung xê, một trái nhỏ. Thì bà con nghĩ đi, nếu mà cây trái nó nhiều á, lượng dinh dưỡng không cung cấp đủ của nó, trái sẽ rất là nhỏ, không được to. Phần thứ hai nữa, bà con nông dân của chúng ta là bón phân không cân đối, chúng ta cứ bón NPK nhiều quá, cứ một dòng chúng ta bón nhiều quá thì chúng ta nó thừa phân, có thể gây hiện tượng là ngộ độc phân, khiến cho một số cây chanh dây chúng ta nó bị phù thân ra. Cái hiện tượng phù thân á, mình cũng nói bà con do đây là ngộ độc dinh dưỡng và chế độ bón phân của chúng ta nó không có đều, nên nó gây hiện tượng là phù thân. Nên bà con xem lại chế độ bón phân, chứ một khi đã phù rồi chúng ta không cứu được nha. Đó là cái bệnh phù thân mình nói. Thì vườn chanh dây này cũng rất là đẹp, mình quay kiểm tra bà con á, thì lui về những clip trước đây cách đây 2 đến 3 tháng. Đầu tiên cái vườn này nó rất là nhỏ, còi cọc cây rất là chậm phát triển. Sau khi chăm sóc và phục hồi ở bên kỹ thuật bên trái cây tôi mua lắc, thì công nhận hôm nay mình kiểm tra vườn của anh Tùng và chị Trang á, rất là đẹp, mình cũng rất là mê, rất là thích. Thì cũng rất mừng cho anh chị đã có một cái nguồn bội thu để lấy là phần vốn và có động lực làm tiếp cho những vụ tiếp theo. Thì vườn chanh dây mình đi mình cũng cảm nhận rất là vui, rất là đẹp, trái rất là đều.
thì cái này chỉ đợi ngày nó chín và bán thôi. Thì mỗi vùng con chúng ta bán giá thành khác nhau nên mình chỉ mong giá thành nó cao để cho bà con chúng ta có cái nguồn đủ động lực và cái nguồn thu để chúng ta đầu tư vào một mùa mới và cây dâm dây mới. Thì cái vườn này mình quay cũng rất là chi tiết toàn bộ vườn, không phải mình lựa vườn đẹp mình quay cho bà con xem. Đây là vườn hồi giờ theo bên kỹ thuật trái cây tôi mùa lắc từ đầu đến cuối. Mình tới kiểm tra thì ở đây là mình đi ngang thôi, nhưng mình nói lúc đầu bà con đi ngang sẵn đường vô thăm luôn thì thấy nó rất là đẹp. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, thì ai có thắc mắc gì á thì bà con có thể gọi điện thoại số điện thoại dưới, mình sẽ tư vấn về cây chanh dây cho bà con xem. Thì cái điều quan trọng nhất mình khuyên bà con á, vẫn là côn trùng chích thuốc, và cái thứ hai nữa là chúng ta chọn giống đúng, và cái là chế độ bón phân, chế độ canh tác thoát nước cho tốt vào mùa mưa. Xin cảm ơn bà con ạ. Bà con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi hết toàn bộ clip mình quay cũng rất là dài về cái vườn chanh dây này. Xin cảm ơn bà con ạ.